Lời đầu tiên thì Văn Hiền xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các quý cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân và các bạn đang xem trên kênh Văn Hiền Chia Sẻ Yêu Thương. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Văn Hiền đang có mặt tại một địa danh rất là nổi tiếng ở Đồng Nai đó quý vị. Phía sau cái vị trí mà Văn Hiền đang đứng ở đây, quý vị có thể thấy được một cái bức tường ở phía đằng sau rất là cao đó quý vị. Đó chính là bức tường của Đức Mẹ Maria. Và đây là công trình bức tường cao nhất, lớn nhất của Việt Nam quý vị nha. Và hiện tại thì đang vào trong thời gian hoàn thiện. Vì vậy hôm nay Văn Hiền đến đây để cùng ghi nhận và truyền tải lên để cho tất cả quý vị chúng ta cùng được biết cái dự án này trong tương lai và hiện tại nó sẽ như thế nào quý vị nha. Rồi bây giờ thì Văn Hiền sẽ đi vào phía bên trong để cùng xem những hoạt động ở đây. Văn Hiền xin mời quý vị ạ. Vâng, kính thưa quý vị, phía trước quý vị đó chính là toàn bộ quang cảnh của điểm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi đó quý vị. Và nơi đây sẽ có một bức tượng Đức Mẹ Maria được đặt ở trên đỉnh núi và là bức tượng đầu tiên cao nhất của Việt Nam quý vị nha. Và đây sẽ là điểm hành hương lớn nhất của Việt Nam. Đó quý vị, một bức tượng của Đức Mẹ được đặt trên đỉnh núi đó quý vị. Và bức tượng này thì có chiều cao, độ cao của tượng là 50 m đó quý vị. Còn phần từ chân tượng cho đến đỉnh đầu là cao 37 m. Còn phía sau đó chính là hồ Trị An đó quý vị. Chính là hồ dự trữ nước ngọt thuộc top những hồ dự trữ nước ngọt lớn nhất của Việt Nam. Kính thưa quý vị, điểm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi sẽ gồm 11 công trình quý vị nha. Công trình đầu tiên phải nhắc đến đó là chính là tượng Đức Mẹ có chiều cao và độ cao là lớn nhất Việt Nam. Thứ hai nữa là nhà nguyện thánh thể, là nơi mà gần với bức tượng Mẹ Maria đó quý vị. Thứ ba nữa đó là công trình đền thánh. Thứ tư là nhà đa dụng. Thứ năm nữa là nhà mục vụ. Thứ sáu là nhà điều hành. Thứ bảy là nhà đón tiếp. Thứ tám là trạm điện. Thứ chín là nhà ăn dưỡng tiếp khách. Và thứ 10 là nhà vọng cảnh. Và công trình thứ 11 đó chính là nhà phục sinh đó quý vị. Hôm nay Văn Hiền sẽ đi một vòng ở đây để cùng review lại cho tất cả quý vị chúng ta cùng được biết quý vị nha. Đó quý vị, hiện tại thì Văn Hiền đang đến đây vào buổi trưa. Hiện tại là hơn 12 giờ đó quý vị. Tiết trời ở miền Nam vào thời gian này thì khá là nắng. Vì vậy nên là Văn Hiền xin phép trùm kín lại để đi ra ngoài để quay lại toàn bộ quang cảnh ở đây cho quý vị được xem quý vị nha. Kính thưa quý vị, trước mặt quý vị đó chính là nhà y tế đó quý vị. Thì hiện tại đến thời gian mà Văn Hiền đang đến đây thì cái công trình này khá là hoàn thiện rồi. Văn Hiền thấy là ở bên ngoài họ đã sơn nước khá là đẹp rồi đó quý vị. Và bây giờ thì chỉ còn những cái công trình phụ ở phía bên trên gần với bức tượng của Đức Mẹ Maria nữa thôi đó quý vị. Thì những công trình đó hiện tại là vẫn đang hoàn thiện. Cái điểm hành hương này có diện tích là 50 hectare đó quý vị. Rất là rộng, và tương lai thì ở đây sẽ trở thành một điểm hành hương lớn nhất Việt Nam. Đức Mẹ Núi Cúi thì thuộc địa chỉ ở đây là xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai, và thuộc giáo xứ Dốc Mơ, giáo hạt Gia Kiểm đó quý vị. Đó, một bức tượng của Đức Mẹ rất là cao, đồ sộ và rất là hoành tráng đó quý vị. Còn phía sau tượng của Đức Mẹ là hồ Trị An, rất là lớn đó quý vị. Tượng Đức Mẹ Maria được đặt tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, thuộc giáo phận Xuân Lộc, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 90 km. Công trình nằm gần quốc lộ 20 hướng đi lên Đà Lạt đó quý vị. Và từ ngã ba Dầu Dây thì du khách đi tiếp hướng quốc lộ 20 khoảng 15 km. Khi mà đến giáo xứ Rộng Mơ đi thêm 5 km nữa là đến nơi đó quý vị. Công trình này được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 8 năm 2018 và hiện tại thì đang nằm trong giai đoạn hoàn thiện rồi đó quý vị. Và Văn Hiền thấy thì bức tượng của Đức Mẹ thì hoàn thiện rồi, còn phần ở bên dưới chân nữa thôi đó các bạn. Nơi này là một trong những trung tâm hành hương lớn nhất của Việt Nam. Riêng khu vực quảng trường thì có sức chứa 100.000 người đó các vị. Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị đó chính là nhà tiếp khách đó quý vị. Ngôi nhà 3 tầng và rất là nhiều phòng. Văn Hiền thấy thì diện tích rất là lớn. Ở đây sức chứa phải là trên 1.000 người đó quý vị. Đến nay thì phần tượng Đức Mẹ cơ bản đã được hoàn thành. Vẫn còn 8 hạng mục khác trong trung tâm hành hương thì vẫn tiếp tục đang được thi công đó quý vị. Và vào dịp Tết Nhâm Dần vừa qua thì trung tâm hành hương mở cửa cho khách thăm viếng từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 9 tháng 2, tức là mùng 2 đến mùng 9 Tết đó quý vị. Hàng ngày nơi đây đón cả 1.000 lượt khách. Khu vực tượng bố trí 2 lối đi lên xuống cho khách nên dù đông đúc vẫn không xảy ra tình trạng chen lấn. Và theo dọc bên dưới phía sau hồ Trị An đó quý vị thì có rất là nhiều dịch vụ ở bên du lịch đó quý vị. Có rất là nhiều du khách cùng gia đình vào những dịp cuối tuần thì họ đến bờ hồ Trị An để mà cắm trại rồi picnic, tổ chức ăn uống giải trí đó quý vị. Và ở ngoài đó thì vào những dịp cuối tuần và ngày lễ thì rất là đông quý vị nha. Thưa quý vị, ở phía bên trên dòng chữ Mẹ Núi Cúi đó quý vị, đó chính là nhà nguyện thánh thể. Thì hiện tại Văn Hiền thấy cái công trình này cũng khá là hoàn thiện rồi. Là nhà nguyện thánh thể cộng với bức tượng thì ở gần nhau đó quý vị. Hai công trình ở gần nhau đó quý vị. Thì Văn Hiền thấy hoàn thiện khá là nhiều rồi. Bây giờ chỉ có một số phần công trình phụ ở bên dưới thôi, vẫn đang tiếp tục hoàn thiện quý vị nha. Còn đây là hướng đi xuống nhà nguyện quý vị nha. Hiện tại thì ở đây các công trình đang xây dựng chưa xong, vì vậy nên là những tuyến đường ở đây để mà đi xuống thì vẫn là đang là đường đất đó quý vị. Đó, đây là hướng đi xuống nhà nguyện. Văn Hiền sẽ đưa quý vị đi một vòng ở đây để cùng chiêm ngưỡng quý vị nha. Kính thưa quý vị, đây chính là khu nhà nguyện ở phía sau, ở phía bên dưới đó quý vị. Thì hiện tại các khách tham quan thì đang đến đây để mà hành hương, để mà thăm viếng Đức Mẹ Maria đó quý vị. Ở đây thì có đặt một bức tượng Mẹ Maria, còn cái bức tượng mà lớn nhất thì đang đặt ở phía sau cái ngôi nhà này, đó chính là ở trên ngọn núi đó quý vị. Thì hiện tại nếu mà quý vị muốn đến để mà tham quan bức tượng Maria ở trên cao thì quý vị phải đi vào ngày Chủ nhật quý vị nha. Còn những ngày khác thì họ sẽ không cho quý vị lên đó đâu quý vị nhé. Còn đây là con đường ở phía sau tượng Đức Mẹ Maria đó quý vị. Đó, bức tượng được đặt ở trên ngọn núi rất là cao. Và phía sau này thì chính là hồ Trị An đó quý vị. Bây giờ thì Văn Hiền sẽ di chuyển đi ra phía hồ Trị An để cho quý vị được xem quang cảnh ở hồ đẹp như thế nào quý vị nhé. Kính thưa quý vị, còn đây là hướng ở phía sau bức tượng Đức Mẹ Maria đó quý vị, đó chính là Hồ Trị An. Hồ Trị An là một trong những hồ nước ngọt thuộc top lớn nhất của Việt Nam đó quý vị. Ở đây có công trình Thủy Điện Trị An cung cấp điện cho các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ. Xung quanh đây thì vào những dịp cuối tuần đó quý vị, thì lượng khách đổ về đây khá là đông. Có rất là nhiều du khách và gia đình đã chọn nơi này là nơi để mà cắm trại, picnic vào những dịp cuối tuần đó quý vị. Quý vị ra đây thì có thể là thuê chèo thuyền này, câu cá này, rồi dựng trại này, ăn uống, hát hò vân vân đó quý vị. Ở khu này thì rất là rộng nên là cái không khí và thời tiết ở ngoài này thì rất là yên bình và mát mẻ đó quý vị.